Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Tư, ngày 13 tháng 4 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch buổi chiều tối hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin này sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới quay đầu giảm nhẹ so với phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay, hiện tại chỉ còn tăng nhẹ trong khoảng gần 2 đô la Mỹ trên một ounce và với tỷ lệ tăng là 0,10%. Tuy nhiên thì vẫn giao dịch ở mức cao 1.968,82 đô la Mỹ. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.962,71 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.973,51 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ thời điểm này tăng nhẹ và với tỷ lệ tăng là 0,07%, giao dịch ở mức 100,385 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin cũng duy trì xu hướng tăng nhẹ và giao dịch ở mức 40.133 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm thời điểm này tiếp tục tăng với tỷ lệ là 1,69%, giao dịch ở mức 2,773% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,70% và đang giao dịch ở mức 100,265 đô la Mỹ trên một thùng. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây, kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Vào thời điểm 9 giờ 40 phút sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, giá vàng trên thị trường thế giới đứng ở mức 1.971 đô la Mỹ trên một ounce, tăng 14 đô la Mỹ trên một ounce so với cùng giờ sáng ngày hôm qua. Đêm qua đã có lúc giá kim loại quý vọt lên 1.978 đô la Mỹ trên một ounce, mức giá này cao nhất trong vòng một tháng qua. Giá vàng tăng mạnh sau khi báo cáo lạm phát tháng 3 của Mỹ được công bố với mức tăng là 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn 0,1% so với dự đoán của các nhà kinh tế và là mức cao nhất trong 4 thập kỷ qua. Vàng được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong bối cảnh lạm phát tăng cao và có thể gây ra suy thoái khi mà giá cả nhiều mặt hàng đã vượt tầm kiểm soát. Theo Ngân hàng Mỹ, cú sốc lạm phát đang trở nên tồi tệ hơn khi mà các đợt tăng lãi suất bắt đầu và cú sốc suy thoái đang ập đến. Giới đầu tư cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đang ở vào thế tiến thoái lưỡng nan vì lãi suất cao sẽ kìm hãm nền kinh tế phục hồi sau đại dịch và do vậy vàng có thể sẽ trở thành kênh trú ẩn an toàn trong thời gian tới. Nhà phân tích thị trường tại Essanity Hantan nhận định kết quả lạm phát cao hơn dự kiến có thể thúc đẩy giá vàng giao ngay tiến gần đến mức tâm lý quan trọng là 2.000 đô la Mỹ trên một ounce vì vàng được coi là hàng rào chống lại lạm phát. Ngân hàng Goldman Sachs của Mỹ vừa đưa ra dự báo giá vàng sẽ vượt quá ngưỡng 2.500 đô la Mỹ trên một ounce trong năm nay. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Ở thời điểm này, với giá vàng trên thị trường thế giới thì biến động trồi sụt trong biên độ hẹp nhưng xu hướng tăng là chủ yếu. Tuy nhiên, với thị trường vàng trong nước, cụ thể ở đây là với vàng SJC thì điều chỉnh giảm nhẹ so với phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.915.000, bán ra 6.975.000. Thời điểm này chỉ còn tăng 150.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, 100.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, hay là tăng 15.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, 10.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. SJC Hà Nội mua vào 6.915.000, bán ra 6.977.000, tăng 15.000 ở chiều mua vào, 10.000 ở chiều bán ra. SJC Đà Nẵng mua vào 6.915.000, bán ra 6.977.000, tăng 15.000 ở chiều mua vào, 10.000 ở chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh mua vào 6.910.000, bán ra 6.980.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào, 15.000 ở chiều bán ra. PNG Hà Nội mua vào 6.915.000, bán ra 6.975.000, tăng 14.000 ở chiều mua vào, tăng 5.000 ở chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.915.000, bán ra 6.975.000. Doji Hà Nội mua vào 6.915.000, bán ra 6.975.000, tăng 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Phú Quý SJC mua vào 6.915.000, bán ra 6.975.000, tăng 13.000 ở chiều mua vào, 10.000 ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.917.000, bán ra 6.974.000, tăng 14.000 ở chiều mua vào, tăng 10.000 ở chiều bán ra.
Mi Hồng SJC mua vào 6.925.000, bán ra 6.970.000, tăng 55.000 ở chiều mua vào, tăng 20.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.925.000, bán ra 6.965.000, tăng 40.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.920.000, bán ra 6.970.000, tăng 50.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng TB Bank Gold mua vào 6.915.000, bán ra 6.975.000, tăng 35.000 ở chiều mua vào, tăng 25.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.920.000, bán ra 6.982.000, tăng 15.000 ở chiều mua vào, tăng 10.000 ở chiều bán ra. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này, giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác thì vẫn duy trì xu hướng tăng, tuy nhiên thì cũng giảm nhẹ so với phiên giao dịch buổi chiều hôm nay. Hiện tại cũng chỉ còn tăng 150.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và 100.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Hay là tăng 15.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào, tăng 10.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang mua vào 6.915.000, bán ra 6.977.000. SJC Cà Mau mua vào 6.915.000, bán ra 6.977.000. SJC Huế mua vào 6.912.000, bán ra 6.978.000. SJC Bình Phước mua vào 6.913.000, bán ra 6.977.000. SJC Biên Hòa mua vào 6.915.000, bán ra 6.975.000. SJC Miền Tây mua vào 6.915.000, bán ra 6.975.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 6.915.000, bán ra 6.975.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.917.000, bán ra 6.980.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.915.000, bán ra 6.977.000. SJC Quy Nhơn mua vào 6.913.000, bán ra 6.977.000. SJC Phan Rang mua vào 6.913.000, bán ra 6.977.000. SJC Hạ Long mua vào 6.913.000, bán ra 6.977.000. SJC Quảng Nam mua vào 6.913.000, bán ra 6.977.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Mặc dù thời điểm này vàng miếng SJC quay đầu hạ nhiệt, tuy nhiên thì với vàng nhẫn 4 số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác thì vẫn giữ đà tăng khá mạnh quý vị và các bạn nhé. Hiện tại thì hầu như là không có thay đổi nhiều so với phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Thời điểm này thì tăng trong khoảng 167.000 cho đến 400.000 đồng trên mỗi lượng tùy vào mỗi loại vàng, hay là trong khoảng 16.700 cho đến 40.000 đồng trên một chỉ. Và đang được niêm yết như sau, nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.585.000, bán ra 5.675.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.555.000, bán ra 5.635.000. Hai loại vàng này thì đều tăng 40.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 24K mua vào 5.449.2.000, bán ra 5.579.2.000, tăng 39.600 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 4.041.7.000, bán ra 4.241.7.000, tăng 30.000 ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 14K mua vào 3.100.5.000, bán ra 3.300.5.000, tăng 23.300 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 10K mua vào 2.165.000, bán ra 2.365.000, tăng 16.700 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên chiều tối hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như là tích luôn vào quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.